Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Đô Việt Nam. Mình là Đô. Thì hôm nay ở video này mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn các cái thao tác, các cái bước lên đơn cho khách hàng ở trên app của Robby. Video này dành cho tất cả các bạn nào mà đang mới tham gia vào cộng đồng kinh doanh của Robby để các bạn có thể biết được các cái bước lên đơn cho khách hàng nó dễ dàng. Thì đầu tiên để lên đơn cho khách hàng thì các bạn lên vào trong app của Robby ở trên điện thoại, tức là app Robby Bit, hoặc là ở trên máy vi tính. Thì ở đây mình sẽ sử dụng trên máy vi tính nên mình vào trong bit.robby.vn. Thì khi mà các bạn đã hiện cái app ra rồi á, thì mình sẽ chọn tới phòng sản phẩm. Rồi sau đó theo cách của mình á, thì mình vào ở trong xem các PDP. Tại vì mình sẽ biết cái sản phẩm nó nằm là do nhà cung cấp nào bán, do nhà cung cấp thì do đó mình sẽ tìm cái máy nó sẽ nhanh hơn. Thì ở đây mình có khách hàng là chọn về sâm Bắc Mỹ, nên là mình sẽ chọn vào sâm Bắc Mỹ. Thì mình kéo xuống cái sản phẩm mà khách hàng muốn mua. Thì ở đây khách hàng mình muốn mua là 2 set sâm bột Canada. Thì mình click vào. Thì khi mà click vào thì các bạn vào chọn cái phần tạo đơn. Thì đây phần tạo đơn thì các bạn nó sẽ hiện ra là tùy chọn sản phẩm. Thì ở đây là nó sẽ hỏi tới các bạn là các bạn muốn đi sản phẩm từ kho hàng nào. Thì đối với ở cái khu vực miền Trung rổ vào trong thì mình nên khuyên các bạn nên chọn là khu vực của Robby thành phố Hồ Chí Minh. Tại Robby mình có hai kho hàng, một là ở Hà Nội, hai là ở thành phố Hồ Chí Minh ha, nên mình chọn thành phố Hồ Chí Minh. Còn phía dưới đây là số lượng của sản phẩm. Nếu các bạn chọn hai sản phẩm thì các bạn chọn đây. Còn nếu ở đây thì mình chọn một thì nên là mình chỉ chọn số lượng một và mình sẽ tạo đơn. Ở đây nó sẽ có hai trường hợp. Một là các bạn khách hàng của tất cả các bạn là đã có đơn hàng từ các bạn lúc trước rồi thì các cái thông tin nó sẽ lưu lại. Còn đối với hai là nếu mà chưa có thì các bạn vào trong cái phần thêm địa chỉ nhận hàng. Các bạn sẽ click vào trong cái tạo khách hàng thì nó sẽ ra. Thì các bạn nhập ở đây là nhập tên nè, số điện thoại nè. Các bạn chọn tỉnh, thành, quận, huyện, phường xã và số nhà địa chỉ. Nếu mà có khu phố thì các bạn chọn đây, còn nếu không thì thôi. Còn đối với ở các tuyến huyện, tuyến xã đồ đó thì các bạn nên chọn thôn để người ta hiểu ta biết hơn ha. Rồi các bạn là tạo khách hàng mới. Thì khi tạo khách hàng mới thì nó sẽ lưu về ở trong cái phần đây, phần chọn khách hàng. Thì ở đây mình đã có lưu thông tin khách hàng rồi nên do đó là mình chỉ cần tích vào ở trong tên của khách hàng thôi là nó sẽ hiện ra là các cái thông tin khách hàng nằm ở đây nè. Đó. Rồi sau đó tiếp theo là các bạn chọn về hình thức vận chuyển. Thì đối với ở Robby nó có tới 3 hình thức vận chuyển như giao hàng tiết kiệm, giao hàng nhanh, việc theo box hoặc là nhận hàng tại kho hàng. Tuy nhiên ở đây mình hay chọn là giao hàng tiết kiệm. Rồi sau đó thì về phí vận chuyển thì nếu mà các bạn đã thỏa thuận được với khách hàng rồi thì các bạn cứ để khách hàng chịu. Còn nếu mà ở đây tại vì đây là người quen nên là cái phí này là mình chịu. Nên do đó mình tích vào ở trong đây ha. Về chuyển khoản ngân hàng thì đa số về mua hàng thì hiện tại bây giờ thì ít có ai chuyển khoản lắm nên người ta thanh toán bằng tiền mặt. Còn khách hàng ở đây, khách hàng của mình ở đây cũng chọn là tiền mặt nên là mình chọn là tiền mặt. Rồi tiếp theo dưới đây có phần ghi chú nè. Thì các bạn có thể ghi chú ở đây hoặc là các bạn có thể là ghi là ví dụ như là giao hàng trong giờ hành chính. Đây nè. Đây là mình ghi luôn nha. Giao hàng trong giờ hành chính. Giao hàng trong giờ hành chính. Rồi thì để cho shipper người ta biết là cái khách hàng này là chỉ giao hàng trong giờ hành chính thôi, còn đối với giờ kia thì người ta không nhận hàng. Rồi ở đây thì các bạn sẽ thấy là phía dưới đây nó có các cái thông tin về đơn hàng, ví dụ như là tổng thanh toán nè, phí giao hàng, phí đóng gói. Thì ở cái video trước trên kênh này mình đã làm một cái video về hai cái chú ý để tránh bị lỗ vốn đó, thì trong đó nó có phí giao hàng và cái phí đóng gói thì các bạn nên chú ý ha. Thì thông thường thì tất cả các cái đơn hàng đi từ kho của Robby thì mình phải, người bán phải chịu tiền phí đóng gói là 7.500, và dù lớn hay nhỏ thì cái tiền phí này nó cũng đều là 7.500 thôi ha. Nên do đó các bạn nên khi mà những cái đơn hàng quá thấp thì các bạn nên chú ý những cái phần này. Rồi thì ở đây các bạn xong là các bạn phải click vào trong phần tạo đơn đó. Thì tạo đơn nó sẽ hiện ra một cái bảng này là chúc mừng đã tạo đơn hàng xong. Nhưng mà tới bước này thì các bạn thêm một phần nữa, đó là các bạn có thể là các bạn xem đơn hàng hoặc là các bạn yêu cầu giao hàng nhanh. Nếu các bạn muốn mà xem đơn hàng thì các bạn click vào trong đây nè, thì nó sẽ có các cái đơn hàng nè, phí vận chuyển, giao hàng tiết kiệm, địa chỉ thông hàng đó, thì nó cũng lại như vậy thôi. Thì mình sẽ ra yêu cầu giao hàng, thì trong đây sau khi mình xem xong thì mình xác nhận đó, tức là đã yêu cầu giao hàng thành công. Thì ở trên đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ đang trong trạng thái là chờ xác nhận ha. Rồi thì mình tới đây là mình đã lên đơn xong rồi đó các bạn. Còn bây giờ nếu cái tình trạng đơn hàng của mình như thế nào thì mình sẽ theo dõi trong cái phần đơn hàng này các bạn nè.
Đó thì ví dụ những cái đơn hàng nào mà đã thanh toán xong á, thì nó sẽ đề là đã thanh toán xong. Còn những cái đơn hàng nào mà nó đang là xét duyệt thì nó đang kêu là trong trạng thái chờ xét duyệt, hoặc là đang trong quá trình đóng hàng thì nó đều thể hiện đây hết. Thì các bạn có thể các bạn theo dõi ở trên phần này được. Rồi sau khi mà đơn hàng nhận của khách hàng á, nhận thành công á, thì các bạn muốn xem hoa hồng của mình á, thì các bạn cứ vào trong phần cá nhân nè, các bạn vào phần hoa hồng thì các bạn sẽ thấy là cái phần hoa hồng nó sẽ nằm ở đây. À, thì đó là cái phần theo dõi hoa hồng và cách lên đơn cho khách hàng. À, rồi hy vọng nó sẽ giúp ích cho tất cả các bạn nào mà mới tham gia ở cộng đồng của Robby có thể lên đơn cho khách hàng dễ dàng. Và bây giờ xin chào và hẹn lại tất cả các bạn ở video sau ha. Nếu các bạn nào là người mới xem qua kênh của Đô Việt Nam thì hãy giúp mình đăng ký kênh để kênh ngày phát triển. Và bây giờ xin chào và hẹn lại tất cả các bạn ở video sau. Bye bye nha.